Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mát theo Lời Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được rồi chôn vùi xuống vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý tìm được một viên ngọc quý anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy đó là lời chúa Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa. Thương bạn chị em, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã chiêm ngắm đức dân phục của thánh cả Du Xe. Đức dân phục của thánh Giuse được thể hiện qua việc ngài luôn đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Và vì Chúa mà ngài đón nhận tất cả mọi người đón nhận tất cả mọi biến cố dù rằng biến cố xảy đến có thể ngoài ý của ngài có thể trái ý của ngài nhưng đó là thánh ý của thiên chúa ngài luôn chấp nhận và ngài luôn đón nhận tiếp nối những ý tưởng đó ngày hôm nay con xin mời ông bạn chị em chúng ta cùng nhau chiêm ngắm thánh cả du xe một người cha đầy một người cha can đảm đầy lòng sáng tạo và đây cũng là điểm thứ năm được đức thánh cha khai triển trong tông thư patrice cọt đê Ngựa, trái tim của người cha về điểm này đức thánh cha trình bày thánh du xe không dân phục thánh ý thiên chúa một cách miễn cưỡng thụ động mà thánh du xe đón nhận với lòng can đảm đầy sáng tạo thánh du xe đón nhận với lòng can đảm đầy sáng tạo quả thật đọc trinh đọc trong tin mừng chúng ta thấy thánh du xe được chúa cha chọn để che chở giữ gìn và chăm nom chúa cứu thế khi còn thơ ấu và thánh du xe đã đáp trả ơn gọi đó bằng sự can đảm đầy sáng tạo của mình chúng ta thử nhìn vào một vài biến cố để chúng ta thấy rõ được điều đó trước hết theo lệnh hoàng đế để trở về bê lem khai sổ bộ dù rằng đó là quê cha đất tổ Nhưng hiện tại đối với Thánh Du Xe Và Đức Maria Nơi đây chẳng khác nào là Đất lạ quê người Bởi vì cả hai đã sinh sống lâu năm Ở Nazareth Cho nên Bethlehem lúc bấy giờ Nó rất xa lạ Ấy vậy mà Thánh Du Xe dẫn can đảm lên đường trong lúc Maria cận kề ngài sinh nở, rồi khi đến Bethlehem và không tìm được chỗ để cho Đức Maria sinh con, thánh Giuse đã dùng chuồng bò và một cách hết sức sáng tạo đã biến nó thành một ngôi nhà ấm cúng cho con Chúa Giáng sinh rồi khi biết được herod tìm giết hài nhi thì thánh du xe đã mau chóng khăn gối đưa hài nhi và mẹ người trốn sang ai cập đây là một quyết định đầy can đảm bởi đó là một cái nơi xa lạ có lẽ chưa một thành viên nào trong gia đình có dịp một lần đặt chân tới nơi đó ấy vậy mà thánh du xe vẫn can đảm bước đi như bước vào đêm tối phúc âm không cho chúng ta biết thánh gia ở lại ai cập bao nhiêu lâu nhưng điều chắc chắn là các ngài cần phải có cái ăn cái mặt để có chỗ mà nghỉ ngơi và thương bạn chị em Thánh Du Xe với vai trò là một người chủ của gia đình đã phải cố gắng xoay sở thế nào để giải quyết cái ăn cái ở cho gia đình Thánh Du Xe phải là một người rất can đảm và có đầu óc sáng tạo thì mới có thể đưa gia đình vượt qua những khó khăn nơi đất khách quê người qua đó cho chúng ta thấy thánh du xe thật can đảm và nhờ can đảm mà khi đối mặt với những thực tế đầy khó khăn ngài đã vượt qua ngài đã đưa gia đình trở về nazareth an toàn nhờ bản lĩnh dũng cảm của một người chồng và đầu óc sáng tạo của một người cha từ những điểm đó thưa ông bạn chị em con xin mời ông bạn chị em cùng suy nghĩ hai điều điều thứ nhất thánh du xe can đảm đối diện với những vấn đề khó khăn xảy ra trong cuộc sống còn chúng ta thì sao khi đối mặt với khó khăn có thể chúng ta đầu hàng và bỏ cuộc hay là có thể chúng ta cũng nhập cuộc nhưng mà với cách thụ động, yếm thế đó không phải là cách giải quyết hay. Bởi khi gặp khó khăn mà chúng ta chùng bước thì chúng ta không thể nào vượt qua được khó khăn. Chỉ có cái thái độ can đảm dám đối mặt với khó khăn mới giúp chúng ta tìm được giải pháp tháo gỡ cho vấn đề và cùng với ơn chúa chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn để đạt tới thành công cho nên khi đối diện với những khó khăn chúng ta hãy can đảm can đảm đối diện với nó và chúng ta nhờ ơn chúa chắc chắn sẽ vượt qua điểm thứ hai thưa ông bạn chị em thánh du xe không chỉ có sự can đảm mà có còn còn có đầu óc sáng tạo nên đã giúp gia đình mình sống ổn định trong bất cứ môi trường nào dù cho nó khó khăn đến mấy đi nữa còn chúng ta thì sao đức thánh cha nói trong tông thư của ngài rằng trong cuộc sống đôi khi xem ra chúng ta bị phó mặc trong những khó khăn nhưng thật ra Thiên Chúa luôn tìm cách để cứu chúng ta Miễn là chúng ta thể hiện lòng can đảm đầy sáng tạo Như Thánh Du Xe Người có thể biến vấn đề nan giải Thành điều có thể giải quyết Bằng cách luôn tin tưởng Vào sự quan phòng của Thiên Chúa Dân trước những khó khăn chúng ta hãy biết can đảm đối diện với nó và với đầu óc sáng tạo của mình chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề chẳng hạn trong những ngày dịch bệnh này chúng ta đang đối diện với những khó khăn vậy thì chúng ta phải như thế nào chúng ta đừng bi quan cho rằng tình hình thật tồi tệ để rồi chúng ta rơi vào sự chán nản thất vọng thậm chí chúng ta kêu trách chúa đó là một cái thái độ không tốt thay vào đó chúng ta hãy mạnh dạng đối diện với nó bằng sự can đảm cùng với những sáng kiến tốt đẹp của mình chắc chắn chúng ta sẽ góp phần làm cho đại dịch sớm chấm dứt mấy ngày qua con đọc thấy những thông tin rất tích cực bằng những sáng kiến tốt đẹp người công giáo của chúng ta cũng như tất cả mọi người ngoài xã hội đã có những sáng kiến giúp cho cộng đồng giúp cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt như là hàng trăm tu sĩ người công giáo của chúng ta cùng với những tu sĩ của các tôn giáo khác đã hăng say nhiệt thành theo lời mời gọi để ra tiếng đầu giúp cho những y bác sĩ chống lại dịch bệnh việc làm đó rất tốt đẹp rất hay để giúp cho cơn dịch bệnh mau được chấm dứt mau được khống chế hay là những chuyến hàng diện trợ cho sài gòn thân yêu của chúng ta trong đó có những chuyến xe của quỹ ban caritas giáo phận chúng ta chúng ta làm tuy rằng đó là công việc nhỏ nhưng đem lại tình thương đem lại sự ấm áp cho những anh chị em đang ở trong tâm dịch điều đó góp phần làm cho cuộc sống của mọi người thêm tích cực hơn. Hay thương bạn chị em, chúng ta chỉ cần cộng tác với lời kêu gọi hãy ở yên trong nhà, đừng có đi ra ngoài đường vì những lý do không chính đáng. Đó là chúng ta cũng góp phần làm cho cơn dịch bệnh được mau chấm dứt. Vâng, đối diện với những khó khăn Chúng ta hãy can đảm Can đảm đối diện với nó Và với ốc sáng tạo của chúng ta Chúng ta sẽ có những sáng kiến Để giải quyết cho vấn đề Và nhờ đó Những khó khăn sẽ được giải quyết Xin cho mỗi người chúng ta Biết nôi gương thánh du xe Biết đối diện với những khó khăn thử thách Bằng lòng can đảm đầy sáng tạo và xin chúa nhờ lời cầu bầu của thánh cả du xe cho chúng ta sớm vượt qua những ngày đầy khó khăn của cơn đại dịch này amen